Trộn vô ha. Bỏ thêm cái này vô. Nấm mèo. Nấm mèo. Hấp sợ đi. Đây là công thức của ai? Miền Tây hả? Hay là Campuchia? Mắm với thịt, bỏ mắm vô. Bánh trứng vô. Chưng lên thì mất bao lâu? Không, cái này lại để vô tủ lạnh lại. Hôm nay ăn cơm có cái món đặc biệt à, hôm qua trộn nè mắm thịt bầm nấm tay mèo với trứng. Hôm qua trộn xong rồi để tủ lạnh, nay hấp ăn, ăn cơm nhìn nó xấu vậy chứ mà ngon đó. Mình cắt ra một ít nha. Này không phải chả, cái này là mắm nha quý vị. Chứ không phải chả là nó miếng miếng. Nhưng mà mình cắt ra một khúc để mình ăn. Còn cái phần còn lại để dành mai ăn cũng được. Chứ không phải nó. Đây là mắm chưng. Đang cơm với dưa leo nha, hào cơm. Ăn thử miếng nè. Ngon quá đã luôn. Mời cả nhà mâm mâm mâm. Ăn có mùi hả? Đây. Cắn miếng này. Chưa ăn tiếp chứ ăn không? Mày sứa nè. Sứa biển. Quá ăn vẫn ngon nhưng mà không phải sứa đổi.
thử nữa. Ăn mà đầy nguyên một hộp bự nữa mà bự. Tao chết luôn. Nó giòn giòn. Nó chín rồi mà. Cái hộp này là quê duy nhất của mình. Nhưng mà bên đấy chứ đông mà. Ở một ngày cái bề quá. Lúc đó thì mình cũng bề mà. Mình không hông gì lúc đó mình ở lại. Thấy phí cuộc sống.